ngày 16 tháng 7, Công an Quỹ Phú tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ năm 2024. Thượng tá Lê Tấn Hòa, Quỹ viên Ban Thư vụ Quyện Quỹ, Bí thư Đảng Quỹ, Trưởng Công an Quyện chủ trì. Tại buổi lễ, Thừa quỹ quyền của Giám đốc Công an tỉnh An Giang, thượng tá lê tấn hòa trưởng công an quyện đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm trung tá lê giang tèo đội trưởng đội cảnh sát hình sự đến nhận công tác và giữ chức vụ đội trưởng đội điều tra tổng hợp trung tá nguyễn tùng phương giữ chức vụ phó đội trưởng đội điều tra tổng hợp trung tá lê thị diễm đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy đến nhận công tác và giữ chức vụ đội trưởng đội cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy. Trung tá Nguyễn Văn Liệt, phó đội trưởng đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, đến nhận công tác và giữ chức vụ phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy. Trung tá Dương Thị Mai, cán bộ đội điều tra tổng hợp, giữ chức vụ phó đội trưởng đội tham mưu. Thiếu tá Trịnh Văn Đức, cán bộ đội an ninh, giữ chức vụ phó đội trưởng đội an ninh. Trung tá Nguyễn Đắc Phạm Toàn, đội trưởng đội kỹ thuật hình sự, đến nhận công tác và giữ chức vụ đội trưởng đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Trung tá Phạm Thị Thơm, cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, đến nhận công tác và giữ chức vụ phó đội trưởng đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Trung tá Nguyễn Văn Trí, trưởng công an thị trấn Đa Phước, đến nhận công tác và giữ chức vụ đội trưởng đội kỹ thuật hình sự. Trung tá Bùi Văn Phước, trưởng công an xã Quốc Thái đến nhận công tác gia giữ chức vụ trưởng công an thị trấn Đa Phước. Trung tá Nguyễn Giang Thuyền, trưởng công an xã Phú Hội đến nhận công tác gia giữ chức vụ trưởng công an xã Quốc Thái. Thiếu tá Lưu Minh Cường, phó trưởng công an xã Cánh Bình đến nhận công tác gia giữ chức vụ trưởng công an xã Phú Hội. Đại quý Nguyễn Chiêu Linh, cán bộ đội cảnh sát hình sự đến nhận công tác gia giữ chức vụ phó trưởng công an xã Nhân Hội. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tá Lưu Minh Cường, trưởng công an xã Phú Hội, đại diện các đồng chí được bổ nhiệm điều động, hứa quyết tâm sẽ tiếp tục nỗ lực phân đấu cùng với tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Lê Tấn Hòa, trưởng công an quyện chúc mừng các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm. Đây là niềm vui phấn khởi, dinh dự, tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề. Đòi hỏi mọi cán bộ, chiến sĩ phải tiếp tục không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, tác phong, lê lối làm việc và nỗ lực phân đấu nhiều hơn nữa để xứng đáng với cương vị công tác mới. Tiếp tục phát huy năng lực sở trường, kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. <laughs>